Thank you.
Unique số G rồi các bạn ạ. Quá đã luôn nha. Nhưng mà chỗ này á thì cái mission này nó đòi hỏi cách thách trophy số G thôi. Là nó hoàn thành rồi mình cách bắt tới Unique số G. À Unique. Ok, vậy là mình cũng hoàn thành mission nhé. Let's finish mission. Oh. Sao nó không finish mission ta? Oh, what the fuck? Cái giấy. Trophy số G mà ta tất nhiên được kỳ số G mà nó chịu thích đó là ngồi ta kỳ ta kỳ ta. Ok, trophy 6G nha các bạn. Hoàn thành mission bơ về bay trophy nha. Bơ về bay. Ok. Ok. Red. Ok. Mission complete nha. Lấy hình này làm kỷ niệm các coi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nha. Nếu thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.